chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Nguyên thần chấn động vừa rồi là của Cố huynh. Nếu ta không nhầm thì đó là hướng của Trường Sinh Vương gia thì phải. Nhanh lên, chúng ta qua đó xem. Cuối cùng ngươi cũng bắt đầu bố cục trên người Vương Tử Khâm rồi sao? Nghe sắp được cứu, Vương Tử Khâm cười nhạt với người thừa kế ma công bảo. Xem ra, có vẻ như ngươi đã thất thủ rồi. Thất thủ? Ta giết ngươi cũng không muộn. Dừng tay. Ố. Thật sự xin lỗi Tử Khâm cô nương, vậy mà loại chuyện này lại xảy ra ở dưới mí mắt Cố Mỗ. Cố Trường ca, ngươi nhiều lần làm hỏng việc của chủ nhân ta, sớm muộn gì cũng sẽ lấy đầu ngươi. Chủ nhân của ngươi là ai? Dám can đảm ra tay với Trường Sinh Vương gia tiểu thư ta, muốn chết. Tặc nhân đừng hòng đi. Trường Sinh Vương gia trưởng lão, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn bắt ta. Hừ, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đi được sao? Ngươi coi Trường Sinh Cố gia là hậu hoa viên của ngươi à? Lão vương gia này tính tình thật đúng là vội vàng nóng nảy, còn không đợi mình đọc hết kịch bản. Vương trưởng lão, bọn ta tới giúp ông. Lại là một vị tồn tại đại thánh cảnh muốn ám sát người của vương gia. Vương Tử Khâm này rốt cuộc có lai lịch gì, đột nhiên bị một đại thánh cảnh hành hung trên địa bàn của Cố gia. Trường ca thiếu chủ, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ. Cố huynh, người ám sát tỷ tỷ ta là ai? Việc này cần phải cho bọn ta một lời giải thích. Vô song, việc này trách không được Cố huynh, nếu không hắn kịp thời chạy tới, ta e là. Hai, là ta bất cẩn, tuy nhiên mọi chuyện ta cũng không rõ lắm, ta cũng là vừa mới tới đây mà thôi. Nhưng mọi người có thể yên tâm chính là, hôm nay, không ai cứu được tên hung thủ kia. Hắn nhất định phải trả giá thật lớn. Độc chiến số tôn đại thánh vẫn chưa lộ ra vẻ mệt mỏi, thực lực của tên hung thủ này quá mức khủng khiếp. Tên này đến tột cùng là có lai lịch gì? Không hổ là đỉnh cấp khí vận chi nữ, chỉ mới nghỉ ngơi một lát, thương thế cũng đã khôi phục 7-8 phần. Tử Khâm cô nương, thương thế thế nào? Có trở ngại gì hay không? Ồ, ta không. Cố Trường ca này, tuy rằng ngôn từ biểu hiện ân cần, nhưng bên trong lại không cảm nhận được chút nhiệt độ nào, nói cho cùng cũng là vì bảo vệ mặt mũi của Cố gia. Đối phó với tên lạnh lùng vô tình như vậy, không chủ động một chút, chỉ sợ cũng sẽ không có chuyện. Ôi trời! Có thể là tổn thương đến bản nguyên, cảm giác ý thức có chút mơ hồ. Vừa rồi thật là nguy hiểm, nếu không phải Cố huynh kịp thời ra tay, ta chỉ sợ. Lạnh quá đi. Cô đây là nghĩ nhiều rồi, cho dù ta có hạ lệnh giết cô, thì điểm khí vận cao ngút trời kia của cô cũng sẽ không đồng ý đâu. Thật sự xin lỗi, chuyện hôm nay, xét cho cùng vẫn là Cố gia ta thất trách, ngày sau nhất định sẽ đền bù cho Tử Khâm cô nương. Cố huynh không cần tự trách, cho dù ta không ở Cố gia, đối phương nhất định cũng sẽ ra tay. Ừm, nói thế nào nhỉ? Cố huynh không muốn biết hôm đây ai đã ám sát ta sao? Người thừa kế ma công. Hả? Xem ra Cố huynh đã sớm đoán được thân phận của ta. Đúng vậy, chính là người thừa kế ma công. Hắn là nhắm đến thánh nữ của nhân tổ điện ta. Không ngờ vương gia lại có một vị thánh nữ của nhân tổ điện. Người tập kích kia lại là người thừa kế ma công, hơn nữa cũng không phải Diệp Lăng. Vậy nghĩa là người thừa kế ma công vậy mà đã hung hăng ngang ngược đến mức độ này, kẻ xuất hiện lần này tu vi càng là đạt tới đại thánh cảnh. Xem ra nếu ta đoán không sai, thì sau lưng bọn họ hẳn là tồn tại một tổ chức gì đó. Ta có lý do nghi ngờ Diệp Lăng lúc trước giao thủ với Cố huynh cũng không phải là người thừa kế ma công thật sự, có lẽ hắn cũng chỉ là một quân cờ. Ồ, quân cờ sao? Nhưng từ đó về sau Diệp Lăng chưa từng xuất hiện, bây giờ cũng khó xác định sống chết của hắn. Sống chết của hắn đã không còn quan trọng, bây giờ quan trọng là bắt được thân phận người thừa kế ma công và tổ chức đằng sau đó. Bắt sống tên này, dù sao cũng là một đại thánh cảnh, chắc là có thể đưa ra chút tin tức. Đại thánh cảnh cũng không dễ bắt như vậy đâu. Hừ, người thừa kế ma công, hôm nay, ngươi chạy đằng trời. Tặc nhân chịu trói đi, ba đại thánh cảnh đối phó với ngươi, ngươi thua không oan. Kè kè kè, lũ kiến hôi các ngươi, đắc ý không được bao lâu đâu. Ngày sau các ngươi nhất định sẽ trở thành túc hạ nô bộc của chủ nhân ta. Ngô chủ, vĩnh tồn cùng với hỗn độn.
Không xong, hắn muốn tự bạo linh khí. Cái gì? Một tên đại thánh cảnh tự bạo, khu vực này sẽ bị xóa sổ mất. Chạy đi, phạm vi ảnh hưởng của đại thánh cảnh quá lớn, lão gia hỏa bọn ta sẽ tận lực ngăn cản. Các vị không cần hoảng sợ, trưởng lão Cố gia bọn ta cũng đến rồi. Chí tôn cảnh. Đây là cường giả chí tôn cảnh của Cố gia sao? Chỉ một chiêu đã tiêu diệt tu sĩ đại thánh cảnh muốn tự bạo, không hổ là chí tôn cảnh. Kết thúc rồi, đại thánh cảnh và chí tôn cảnh chênh lệch lớn như vậy sao? Đương nhiên, cho dù là người thừa kế ma công cũng không ngoại lệ. Hai, kể từ đó, muốn thu thập tin tức hữu dụng gì là không thể nào. Coi như là bị bắt sống, chỉ sợ cũng không chiếm được tin tức gì, nếu dám ở Cố gia ám sát ta, bọn họ nhất định đã chuẩn bị đầy đủ. Ừm, cũng đúng. Tuy nhiên kế tiếp, Cố huynh cũng phải cẩn thận mới đúng, tên hung thủ vừa rồi bảo, ngươi cũng là mục tiêu của bọn họ. Ồ, người thừa kế ma công muốn giết ta. Tập phim hôm nay đến đây là hết. Mọi người nhớ nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để khi nhóm ra chuyện mọi người sẽ nhận được thông báo sớm nhất nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thông qua việc cày view hoặc donate để giúp nhóm có thêm chút kinh phí, động lực ra chuyện ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.